Minh Đức và Phượng Quyên đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay. Cùng phóng viên của chương trình gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đã từng tham gia đi mở đường Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam, hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Cần Thơ. Với tấm lòng san sẻ yêu thương, một người dân ở quận Thốt Nốt đã hình thành quán cơm chay miễn phí, mang những phần cơm ấm lòng đến những người hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể vào hôm nay 20 tháng 5, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 26,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Về công tác lập pháp tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét cho ý kiến 11 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi. Về công tác nhân sự, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành bầu hai chức danh này theo trình tự và thẩm quyền quy định tại kỳ họp thứ 7. Về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự kiến được thông qua tại kỳ họp này, đại diện Ủy ban xã hội của Quốc hội cho biết đây là một dự án luật khó, phức tạp, tác động đến đông đảo người lao động và người nghỉ hưu. Về mức tham chiếu để tính bảo hiểm xã hội, theo nghị quyết 28, thì khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở. Mức lương này được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội và nhiều chính sách khác. Nhưng đến ngày 1 tháng 7 tới đây, mức lương cơ sở theo nghị quyết 28 sẽ bãi bỏ và thay bằng mức điều chỉnh mới, gọi là mức tham chiếu. Liên quan các giải pháp quản lý thị trường vàng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, vấn đề này đã được Ủy ban Kinh tế thảo luận kỹ và được ghi trong báo cáo thẩm tra của Quốc hội. Hôm qua, Văn phòng Chính phủ phát đi văn bản số 231 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và quy động vốn cho đầu tư phát triển. Theo đó, trong những tháng còn lại của năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay, nhất là cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội. Điều hành nghiệp vụ thị trường mở, cung ứng tiền, hiệu quả, linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. Cũng trong thông báo kết luận này, Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài, khẩn trương thực hiện ngay công tác thanh tra kiểm tra thị trường vàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ tại các văn bản có liên quan, hoàn thành trong tháng 5 này. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định. Đến nay, một số ngân hàng đã triển khai cập nhật tính năng xác thực thông tin khách hàng qua căn cước công dân gắn chip như BIDV, Techcombank, Eximbank, TPBank, Vietabank. Đây là một trong những giải pháp bảo đảm an toàn trong bối cảnh các vụ gian lận, lừa đảo giao dịch có dấu hiệu tăng nhanh. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7, yêu cầu các giao dịch chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng một lần hoặc vượt quá 20 triệu đồng một ngày, thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng phải được xác thực bằng sinh trắc học. Sinh trắc học này phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của thẻ căn cước công dân. Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã tổ chức khánh thành cầu Cờ Đỏ và cầu Tây Đô. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Trung ương và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ. Sự kiện đưa vào sử dụng hai chiếc cầu, cầu Cờ Đỏ tại huyện Cờ Đỏ và cầu Tây Đô tại huyện Phong Điền, hết sức ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ, đồng bộ với kết nối hạ tầng trên các tuyến đường tỉnh 919, 922 và 926 để thành phố Cần Thơ tăng tốc phát triển. Cầu Cờ Đỏ có tổng mức đầu tư trên 132 tỷ đồng, cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư trên 225 tỷ đồng. Cả hai công trình này đều được khởi công vào năm 2022 và hoàn thành trước thời hạn vào năm 2024. Đây là các công trình thuộc dự án nhóm B cầu giao thông cấp 3 đồng bằng, gồm hai nguyên đơn. Đến cuối năm 2022, hai cầu đã được thông xe kỹ thuật một bên nguyên đơn để phá dỡ cầu cũ thi công tiếp nguyên đơn thứ hai. Việc khánh thành đưa vào khai thác các cầu đã giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các huyện, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Cần Thơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, đánh giá về đường Trường Sơn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định năm tháng sẽ đi qua, nhưng đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh mãi mãi được đi vào lịch sử dân tộc ta như một con đường huyền thoại, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong thế kỷ 20. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024, nhóm phóng viên thời sự có dịp gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đã từng tham gia đi mở đường Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Cần Thơ. Với những hồi ức gian khổ hy sinh của đồng đội, những chiến thắng hào hùng và những thành tích vẻ vang của bộ đội Trường Sơn vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. 1 giờ 30 phút, hôm nay lễ xuất quân, không trọng trì 1 phút. Ra đi giữa mùa xuân ngày 15 tháng 1, tiểu đoàn 7 lên đường, từ đây tạm biệt quê hương, quyết đi vào chốn chiến trường lập công, ra đi lòng những hẹn lòng, chờ ngày thống nhất non sông mới về. Bài thơ Lên đường toại nguyện ước mơ của ông Nguyễn Duy Thiệu, hội viên hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, viết trong cuốn nhật ký của mình ngày ấy. Giờ cùng đồng đội ngồi ôn lại kỷ niệm của một thời tuổi trẻ xung phong đi mở đường Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam. Nó đánh phá ác liệt quá. Và cuối cùng là cái vấn đề đi tiếp tế lương thực cho đơn vị đó là 11 đoàn quân, mà mỗi đoàn như thế là gần 500. Thì như thế là không đủ gạo để mà cung cấp, nó phải chờ. Thì cái đó là cái mà tôi cái kỷ niệm sâu sắc nhất là anh em phải vượt qua. Còn với ông Nguyễn Đức Hòa, sinh năm 1942, cựu chiến binh đoàn 317, hội viên hội Trường Sơn, người từng vượt dãy Trường Sơn tham gia chiến trường Tây Nguyên, bị thương rồi bị địch bắt, bị giam ở nhà tù Côn Đảo. Do mất tích, đơn vị cho rằng ông đã hy sinh và làm giấy báo tử. Sau đó, ông cùng đồng đội trong nhà lao bí mật đào đường hầm vượt ngục, trốn thoát thành công trở về từ cõi chết. Trường Sơn là đi lính thì đi trên núi, còn lái xe đi tiếp đạn tiếp lương thực, cái đi đường dưới đường mòn ấy. Mà đi trên núi lúc trời ơi, nó không có chỗ mà đi, cái cầu nó nhỏ xíu mà nó có cái ba cái dây này, nó có dây treo qua kia, thì mình anh em mình nhau cứ mỗi anh một cái ấy, nó mắc máng vào trong cái tay này nhá, mình đu qua kia, bên kia có người đỡ. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, hàng ngày thấy cảnh máy bay oanh tạc, tàn phá quê hương, bà Lê Thị Lài đăng ký tình nguyện đi B vào tháng 8 năm 1973. Người con gái ấy, thân hình nhỏ nhắn 38kg mà vác hành trang quân dụng đến 30kg, một sức trẻ thật phi thường. Ban đầu thì như các cô cũng vậy thôi, coi như lãnh đạo phân công cho bốc có 2,5 khối đá để mà lát đường đó. Thì hai trung đội này đi bốc đá, thì hai trung đội ở lại để lát đường. Nhưng đến ngày hôm sau thì thấy nữ làm nhanh quá, hết có đến nửa buổi đã thấy xong rồi, lên cho 4 khối, mà vẫn phấn khởi, vẫn làm. Từng là người con Nam Bộ thành đồng tổ quốc, tập kết ra Bắc, rồi quay trở lại chiến trường vào ngày thành lập đường Trường Sơn năm 1959. Ông Lê Thành Minh, năm nay 88 tuổi, thương binh 3/4, cư ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, bồi hồi nhớ lại. Có một cái lần là
chú dẫn cái xe, dẫn cái đoàn xe 5 chiếc đi qua Tà Khống, kêu bằng cái bản Tà Khống á, là đi qua đó là trái bom á, nó dài vậy nè, nó giữ cái bánh xe mình lại, nó xả bom nổ chậm mà nó chưa nổ, nó xả xuống đó cái xe mình, cái bánh nó lại ngay đó thì nó đâu qua được, bị nó tròn vậy nè mà. Đứa thì ở đằng sau đuôi, đứa thì ôm cái đầu, dưới nước nhẹ không à, ôm nâng lên cái đưa qua bên này nè, cái rồi xe lên được. Tiền thân là Ban Liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh của thành phố Cần Thơ. Nay là Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Qua 11 năm thành lập, đến nay hội đã tập hợp được gần 500 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong từng tham gia mở đường trên các chiến trường Trường Sơn, đặc biệt là góp phần to lớn chi diện cho chiến trường miền Nam, làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thì mục đích với cái phương châm là đoàn kết, thống nhất, nghĩa tình, tập hợp những người con, những các lực lượng đã từng chiến đấu công tác trên chiến trường Trường Sơn lại để mà ôn lại những kỷ niệm, rồi làm tốt công tác chính sách còn tồn động và giải quyết các vấn đề về chính sách về chất độc màu da cam, rồi các cái chính sách khác. Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại với khẩu hiệu tìm đường mà đi, mở đường mà đến, đánh giặc mà tiến. Còn người, còn xe, còn hàng. Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Qua đó nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay mãi khắc ghi công lao của những người đi mở đường Trường Sơn thuở ấy và tri ân những người đã nằm xuống trên con đường này. Quý vị và các bạn thân mến, khám bệnh từ xa đã dần trở nên phổ biến hơn tại nhiều nước. Đây là giải pháp sử dụng nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông để kết nối các cơ sở y tế với người bệnh, giúp chẩn đoán, tư vấn cũng như là xử lý các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, nhiều kẻ lừa đảo đã dùng công nghệ AI để giả mạo các bác sĩ, các bệnh viện nhằm chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân. Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, chỉ cần sở hữu một đoạn băng, một đoạn video có người nói bất kỳ, thì người dùng có thể dễ dàng mô phỏng lại giọng nói của người đó và tạo ra các đoạn hội thoại với nội dung tùy ý. Những kẻ phạm tội sẽ liên hệ với nạn nhân thông qua điện thoại hoặc để lại lời nhắn thoại qua email, qua tin nhắn Facebook để dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân. Trước tình trạng kể trên, Cục An toàn Thông tin nhận định người dùng trong nước cũng cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng sự phổ biến của phương thức khám bệnh từ xa. Các biện pháp mà người dùng cần lưu ý để phòng tránh mắc bẫy lừa đảo trực tuyến gồm xác định danh tính của người gọi trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, sử dụng hệ thống bảo mật nhiều lớp cho các tài khoản ứng dụng, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân qua các hình thức trực tuyến, chủ động thu âm các cuộc gọi và tin nhắn thoại lạ, thường xuyên cập nhật các tin tức về các hành vi lừa đảo trực tuyến để biết cách xử lý khi gặp phải đối tượng lừa đảo. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị 14 của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về việc vận động cộng đồng đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố, hôm qua, Hội khuyến học thành phố long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức cá nhân ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển năm 2024. Với chủ đề Tiếp sức mùa thi năm học 2023-2024. Trong những năm qua, các cấp hội khuyến học thành phố Cần Thơ đã tích cực vận động các tổ chức, cơ quan và cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài thành phố nhằm giúp các em học sinh, sinh viên trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường. Qua đó đã có trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời. Với tấm lòng hướng về cộng đồng, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, rất nhiều nhà tài trợ, các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp cho Quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố. Trong đợt 1 năm 2024, thành phố Cần Thơ đã vận động được trên 10 tỷ 900 triệu đồng, gồm tiền, quà và hiện vật với trên 20 tổ chức và cá nhân tài trợ. Ngày 19 tháng 5 là chúng tôi chủ đề là tiếp sức mùa thi để đang hỗ trợ rồi tạo điều kiện để các em có thể thi được đạt cái kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi vào các cái trường đại học. Tại buổi lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức cá nhân ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển năm nay, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ tiếp tục kêu gọi
tiếp nhận sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm vào nguồn quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ để nhằm tôn vinh và lan tỏa sự quan tâm, tiếp sức của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và an sinh xã hội của địa phương. Hội là tăng cường cái công tác vận động quỹ trong các cái công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo. Đặc biệt là có cái sự đóng góp tích cực của cán bộ công nhân viên chức là một ngày lương cho cái quỹ khuyến học và cái sự đóng góp tích cực của nhân dân vào cái quỹ khuyến học. Từ khi thành lập cho đến nay thì hội cũng đã vận động được là 3 tỷ 3 và đang gửi trong Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thì hàng năm như vậy đó thì lấy cái lãi suất trên 200 triệu đồng để cấp học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh nghèo. Cũng tại buổi lễ, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ phối hợp các nhà tài trợ trao 134 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 trung học phổ thông và 101 suất học bổng từ quỹ châu Á tặng cho các em nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của các quận, huyện trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học sắp đến. Em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc khi mà nhận được học bổng ngày hôm nay. Nó giúp cho em có thể tiếp tục con đường học tập của mình. Học khuyến học thành phố thì hàng năm chúng tôi có hai cái đợt vận động lớn là đợt 19 tháng 5 và cái đợt mà 2 tháng 10 là ngày khuyến học Việt Nam và cũng là tuần lễ và tháng khuyến học thì được phát động cùng với ngành giáo dục. Thì như vậy là có hai cái đợt đó thì chúng tôi là những cái lễ lớn. Còn bên cạnh đó thì chúng tôi có những cái phối hợp với lại các cái tổ chức, các cấp các ngành cũng có những cái đợt trao học bổng. Thành phố Cần Thơ tiếp tục vận động với tinh thần tương thân tương ái, khuyến học khuyến tài trong cộng đồng, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của con người vùng đất Tây Đô, trung tâm văn hóa kinh tế giáo dục của đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hôm qua, tại phim trường S1, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã tổ chức thu hình demo dòng 2 game show tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất. Trong buổi thu hình demo, ekip sản xuất chương trình đã chuẩn bị chu đáo các khâu tổ chức sản xuất, mang đến một sân chơi trí tuệ đầy hào hứng, là nơi để các em học sinh trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long thể hiện kiến thức, tài năng, năng khiếu, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội thi phấn khởi bước vào dòng 2 đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt, cùng với các giải thưởng chính, thì từ dòng 2, game show có thêm giải thưởng phụ 5 triệu đồng dành cho tiết mục tài năng được yêu thích nhất, bình chọn thông qua ứng dụng Cần Thơ Plus và mạng xã hội của đài. 12 bộ máy tính của nhà tài trợ dành cho những đội thắng cuộc bắt đầu từ dòng 3. Dòng 2 với những cặp thi đấu hứa hẹn kịch tính và đầy hấp dẫn. Game show tìm kiếm tài năng Mekong được phát sóng định kỳ lúc 19:10 thứ Bảy hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mỗi kỳ trăng tròn hàng tháng tại làng nghề dệt chiếu Định Yên, tỉnh Đồng Tháp, du khách sẽ có cơ hội đắm chìm trong không gian chợ ma quyền bí độc đáo, tái hiện nét văn hóa thương mại đặc trưng của người dân Định Yên hơn thế kỷ qua. Đình thần Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là nơi diễn ra thực cảnh tái hiện chợ ma Định Yên. Thực cảnh tái hiện không gian chợ ma Định Yên quy tụ trên 100 diễn viên không chuyên là người dân địa phương đã từng gắn bó lâu đời và chứng kiến những đổi thay của chợ. Chương trình được tổ chức định kỳ vào ngày 16 âm lịch hàng tháng, bắt đầu từ lúc 19 giờ. Tái hiện chợ ma Định Yên là chương trình nghệ thuật thực cảnh giúp người xem bước vào một không gian lịch sử rất xa, rất xưa trên vùng đất này. Quý vị và các bạn thân mến, với tấm lòng san sẻ yêu thương, một người dân ở quận Thốt Nốt đã hình thành quán cơm chay miễn phí, mang những phần cơm ấm lòng đến những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Hơn 3 tháng nay, tại khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, anh Dẹn, người dân ở đây đã mở quán chay này phục vụ miễn phí cho bà con. Tiền bạc là không có nhận tiền, chỉ nhận mấy cái đường, bột ngọt đằng kia hay rau củ gì thôi. Nhờ bà con, cô bác và mấy anh chị đoàn người chung tay đoàn kia, người chúc, cảm thấy rất vui được giúp đỡ bà con, như tạo công việc thiện để cho bà con với mấy chị em làm tiếp như vậy.
Quán mở cửa vào các ngày 14, 15, 29, 30 và mùng 1 âm lịch hàng tháng. Có cơm, có cháo cùng các món kho, chiên, xào. Bất kỳ ai đều có thể đến chọn món theo ý thích. Người ăn cơm tại chỗ, người mang về hoặc nhận giùm đều được. 15, 14 là em ghé đây em ăn, tại vì đồ ăn ở đây rất là ngon. Chứ phần mọi người ở đây rất là thương bà con ở đây. Có đồ ăn là cứ kêu rồi múc đem về. Bà con ở gần thấy việc nghĩa đến phụ tiếp. Có người thì tặng gạo, gia vị, rau củ quả. Người nấu bếp, góp công, góp của. Thường thường thì ở nhà mai giá chắc sổ đồ. Rồi rảnh rỗi thì đến đây thì tôi nấu cơm, xào, rau củ quả cho những người nghèo, những người bán vé số, những người già neo đơn, đồ không có việc làm đó. Có những bữa cơm ăn cho nó ngon ấm áp lòng vậy đó, mình thấy là mình vui. Mỗi buổi có khoảng 1.000 phần cơm chay miễn phí được bà con đến nhận như thế này. Ở đây còn có cả gian hàng quần áo không đồng, đủ loại đồ nam nữ cho người lớn và trẻ nhỏ lựa chọn. Dư đem tới, thiếu cứ nhận. Anh Dẹn và các thành viên trong quán cơm chay miễn phí mong muốn được san sẻ yêu thương đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn và những người cần giúp đỡ. Quý vị và các em thân mến, chỉ còn khoảng hơn tháng nữa là học sinh khối 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi rất quan trọng, sẽ giúp các em bước vào ngưỡng cửa các trường đại học mà mình mơ ước. Chính vì thế, nó đã tạo không ít áp lực đối với các em. Vậy để giúp cho các em học sinh có tâm lý thoải mái trước kỳ thi, thì trong một bình minh năng động hôm nay, mời quý vị sẽ cùng nghe một số chia sẻ của các học sinh giỏi về bí quyết học tập sao cho hiệu quả nha. Học sinh Nguyễn Trần Anh Thi lớp 12D1 trường Trung học phổ thông Chơ Văn Liêm với 12 năm đạt học sinh giỏi, từng nằm trong top 5 của kỳ thi tuyển sinh đầu vào của nhà trường, đạt giải nhất môn toán tiếng Anh cấp thành phố, giải nhì môn ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, giải ba kỳ thi tiếng Anh cấp thành phố. Với các thành tích học vượt trội, luôn nằm trong top học sinh tiêu biểu của trường, anh Thi cũng đã từng đặt ra phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân. Mình cần phải hiểu nội dung của mình, cái nội dung mà mình cần học là gì. Xong sau đó thì em sẽ thường, đầu tiên là em sẽ đọc sơ qua nội dung và em sẽ có cái phương pháp là em sẽ lấy một tờ giấy nháp và em ghi ra những ý mà mình đã học được. Là mình sẽ tách khỏi cái tài liệu mà mình đang học luôn. Sau đó em sẽ ghi ra những thứ mà mình đã học, sau đó mình sẽ đối sánh lại với cái tài liệu thì mình biết được là mình còn thiếu ý gì và mình còn củng cố ý gì thì em sẽ đọc lại một lần nữa. Phương pháp mà học tập tốt nhất đối với mọi bạn học sinh theo em đó chính là cái thái độ tự học của mỗi học sinh mà ở nhà. Thì tại vì bên cạnh những cái kiến thức mà mình học trên trường thì sau khi về nhà mình còn nên củng cố lại kiến thức, mình nên ôm lại những cái bài giảng mà thầy cô đã dạy trên trường và từ đó thì mình sẽ ngày càng nâng cao cái kiến thức của mình hơn và cũng như là đạt được kết quả tốt trong cái kỳ thi. Còn học sinh Nguyễn Khắc Đạt lớp 12A1 từng đạt giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp thành phố, giải khuyến khích học sinh giỏi môn máy tính cầm tay môn toán cấp thành phố, cũng rất tích cực tìm ra bí quyết học cho mình. Môn sở trường của em là môn toán, thì em sẽ tham khảo và tìm tòi các bài tập liên quan về môn toán từ các tỉnh khác và cả những năm trước của tỉnh mình để ôn tập và rèn luyện. Giải nhiều bài tập và tham khảo các bài tập hơn thì mình càng làm nhiều dạng thì mình càng khi gặp lại các bài dạng tương tự như vậy thì mình dễ dàng mình giải được. Em là hiện em đang học ban xã hội cho nên học lý thuyết khá là nhiều. Em cũng có một số phương pháp giống như là em sẽ chia nhỏ việc học của mình ra, sau khi học hết một bài, em sẽ học từng bài, học hết một bài em sẽ nghỉ khoảng 15 phút để cho cái đầu óc mình thư giãn. Sau đó em sẽ tiếp tục học bài đó, giống như em sẽ lặp lại sau một vòng chu kỳ thì em sẽ ôm lại một vòng nữa để em có thể nhớ dai hơn. Phương pháp học của em là em dành từ khoảng 15 cho tới 30 phút để học và coi sơ về các công thức lý thuyết của một bài tập. Và em dành từ khoảng 30 cho tới 1 tiếng để là giải quyết các bài tập của mình, làm bài tập và sau khi làm xong thì em sẽ nghỉ ngơi khoảng từ 15 phút để cho đầu óc được thư giãn và em sẽ tiếp tục là học các công thức của các bài mới. Bên cạnh việc xây dựng phương pháp học tập thật hiệu quả thì các học sinh cũng cần rèn luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo một sức khỏe thật tốt để bước vào kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao.
Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.